Xin chào tất cả mọi người đã đến với series Hỏi Nhanh Đáp Ngay Những Vấn Đề Khi Đi Nối Mi. Thì lại là Trang và chị Hani trong tập ngày hôm nay rồi đây. Thì trên tay của Trang đang cầm những cái câu hỏi mà mọi người đã hỏi về cho kênh Hani Beauty nha. Thì chị Hani ơi, chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên luôn nha chị nha. Câu hỏi đầu tiên, chị ơi, nếu như mà em không có mi tự nhiên thì em có đi nối mi được không chị? Cái ca này khó nè. Thường mà không có mi tự nhiên á, thì mình sẽ không nối mi được đâu nha. Tại vì nó sẽ không có độ bám, và độ bền mi của các anh chị nó sẽ rất là ít. Nó chỉ rơi vào khoảng chừng từ 2 ngày cho tới 4 ngày thôi. Nếu như mà không có mi tự nhiên thì bước 1 là các anh chị hãy dưỡng lông mi đi. Mình có thể dùng dầu dừa để mình dưỡng khoảng chừng 7 tới 10 ngày. Rồi từ đó các anh chị nối nó sẽ ok hơn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng qua tới câu hỏi thứ hai nha mọi người. Chị ơi, nối mi thì sử dụng được bao lâu và bao lâu thì phải đi dặm lại mi vậy chị? Thường khi mà mình nối mi ở Honey thì mình có cái công nghệ nối mi double fast, thì mình sẽ giữ được khoảng chừng là 3 tới 4 tuần. Nhưng mà khoảng chừng 2 tới 3 tuần, tức là từ 15 cho tới 20 ngày á, là các anh chị mình nên đi dặm lại. Tại vì lúc này rung mi của các anh chị nó đã rơi khoảng chừng từ 15 cho tới 20% rồi. Mình dặm lại thì bộ mi của mình nó sẽ luôn tươi mới và lung linh hơn. Và khi dặm khoảng chừng 2 tới 3 lần là lúc đó các anh chị nối mới là đẹp rồi đó. Chị Hani ơi, thì chị có bí quyết nào mà để giữ cái bộ mi hoặc là chơi bộ mi lâu hơn không chị? Có chứ, nếu như mà các anh chị mình muốn bộ mi của mình thật là bền thì theo cái kinh nghiệm của mình, các anh chị phải nối mi khoảng chừng lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3 thì các anh chị mới biết cách chơi mi. Cách chơi mi nó rất là đơn giản, đầu tiên là các anh chị phải quen. Cái thứ hai nữa là mình sẽ kiêng nước trong vòng từ 6 tới 8 tiếng. Cái thứ ba nữa là các anh chị mình đừng có chải mascara hoặc là mi nối về đẹp quá, các anh chị đừng có rờ lên mắt. Thì bỏ đi những cái thói quen đó, độ bền mi của các anh chị nó sẽ rất là tốt. Xin cảm ơn câu trả lời của chị Hani. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến câu hỏi số 3 nha. Chị ơi, nối mi có kẽ mắt được không? Vì kẽ mắt thì em phải dùng nước tẩy trang, thì em sợ nó sẽ bị rụng mi của em á. Khi mà nối mi á, thì các anh chị mình hoàn toàn có thể kẽ mắt. Nhưng mà các anh chị chỉ cần kẽ cái đuôi thôi là nó đã đủ đẹp rồi. Các anh chị mình đừng lấy cái cây bút á, mình đi vô cái đường chân mi. Tại vì lúc này mình sẽ rất là khó tẩy trang. Nếu như mà trường hợp bắt buộc các anh chị mình cần phải đi vô cái đường chân mi, thì các anh chị hãy sử dụng nước tẩy trang. Nói chung là những cái loại nước tẩy trang mà mình không chứa dầu á, thì sẽ là rất là ok nha các anh chị. Và các anh chị hãy bảo quản cái lông mi của mình lâu hơn bằng việc là hạn chế kẽ vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới câu hỏi cuối cùng nha mọi người. Chị ơi, em có ý định là đi nối mi màu á, thì em có thể nối mi màu sau khi uống mi được không chị? Nối mi sau khi uống mi là hoàn toàn bình thường mà các anh chị. Ở đây thì có nhiều chị khách á, mình uống mi từ những cái tiệm khác mà bị cong quá hoặc là bị quéo quá hoặc là bị hỏng, có thể đến Honey để Honey nối lại một bộ mi khác vẫn ok. Hoặc là nếu như mà khi các anh chị uống mi xong mà các anh chị cảm thấy là nó nhợt nhạt quá thì các anh chị mình có thể nối thêm một vài sợi để cho nó đẹp. Còn nối mi màu là chuyện hết sức thoải mái, các anh chị mình có thể làm được. Đặc biệt là nếu như mà các anh chị mình muốn bền hơn, bộ mi nối của mình bền hơn á, thì uống mi xong các anh chị kiêng khoảng chừng 1 ngày, rồi sau đó các anh chị có thể nối mi là vô tư hết nha các anh chị. Xin cảm ơn tất cả những câu hỏi mà mọi người đã đặt ra về cho Honey Beauty. Thì nếu như mà mọi người còn câu hỏi nào nữa thì cứ comment ở bên dưới hoặc là tới số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận để Honey Beauty có thể giải đáp trực tiếp cho mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.